Chúa tớ linh khí khôi phục chắc 30. Đừng mà bị, cùng là bạn học với nhau. Đúng đúng, các bạn hiếm khi tụ tập cùng nhau, động thủ lại rạn nứt tình cảm. Vị thiếu cũng không thật sự đánh tàn thẩm an đâu mà, các ngươi sợ cái gì? Vị thiếu gia không đến mức đó chứ, chỉ vì mấy món ăn mà đã muốn đánh tôi. Cũng không sao, nếu không thì cậu cùng chó của cậu cùng lên luôn đi. Đúng rồi, cậu rốt cuộc tên là gì nhỉ? Thảm ăn, mày chán sống rồi. Xem ra Thảm ăn rất tự tin nhỉ. Vậy chúng ta thử xem. Trương Vĩ thực sự đã trở nên mạnh mẽ hơn nhờ luyện tập. Thảm ăn đen đến rồi. Ở một đám của tao đi. Vô. Vị thiếu, làm gì vậy? Dùng mặt đánh vào nắm đấm của tôi. Này, sao lại nằm ăn vạ thế? Tôi cũng không có tiền thuốc men bồi thường cho cậu đâu nha. Trương Vĩ làm cái gì thế? Có một cái tự sát hả? Thiết diện công. Tên nhãi này thực lực vượt xa mình, hôm nay mất mặt thật mày rồi. Cơm bữa này chắc không ăn được rồi. Vậy thì tôi rút trước vậy. Đỡ tránh tí nữa Vĩ thiếu đi tìm ông nội tới. Vương Mạnh. Lão, lão đại, mau chạy đi. Trần gia đại thiếu Trần Tử Lương tới. Mày là thằng quái nào thế? Vừa hay lấy lại thể diện. Cút. Mày kiếp. Không biết tự lượng sức. Vị thiếu. Thật lực của Trần Tử Lương sao lại tăng lên nhiều thế? Đồng tử của hắn, Thảm ăn, ngươi hại quân tịch của ta bị phớ. Còn với em trai của ta, vậy ngươi cũng có thể đi theo hắn. Nhanh quá. Cái gì? Tốc độ cùng sức mạnh đều tăng lên mấy lần, đây là chuyện gì vậy? Nhìn dáng vẻ của hắn đi. Hình như là dùng thuốc gì đó. Quả nhiên có hai cái. Mà giao đầu đến đây thôi. Đi chết đi. Mấy cái người đoàn gia này á, xem Dragon Ball quá 180 phút rồi. Mà có động tế là biến thân thế. Sợ quá gì, liều mạng luôn. Đi chết đi. Tiền anh đỡ bán nhà. Đâu thật đấy. Cậu không thấy đến chút vết bầm tím cũng không có à? Nhìn tên nhóc kia còn thảm hơn cậu đấy. Nhìn thấy chưa? Mặc dù tốc độ và sức mạnh của hắn được tăng lên, nhưng phòng ngự cơ thể lại không được ổn lắm. Tổn công chính diện. Thảm ơn, ta thừa nhận ngươi lợi hại. Nhưng đây đều là bạn bè của ngươi, ngươi dám lộn xộn là ta giết cô. Thảm ơn, cứu mình. Chúng tôi không quen nhau, giết thì giết đi. Hay là để ta làm cho. Cậu. Thẩm, ní ra. Chưa vững, đưa các bạn đi trước. Chúng ta đi thôi.
Tử Lương, em trai con chết rồi. Thẩm Hân là người giết nó. Buôn bán của gia tộc cũng bị thằng ranh đấy quấy nhiễu cả lên rồi. Cỡ thủ trong gia tộc quay đi. Ta muốn con đi đối phó với Thẩm An. Con không phải đối thủ của hắn. Đây là thuốc mới nghiên cứu có thể tăng mạnh thực lực. Con chỉ cần đả thương hắn thôi. Ta có cách giúp Thẩm An. Đồng thời ta cũng đã sắp xếp người đi tiếp ứng con rồi. Thuốc này mặc dù có tác dụng phụ nhất định, nhưng sau khi thành công việc làm ăn của Trần Gia, ta có thể cho con phần lớn. Vâng, vậy con sẽ đi đối phó hắn. Hắn hình như biến đổi rồi. Giết. Cái chết tiệt. Tốc độ của hắn nhanh quá. Không chỉ không thể dự đoán được hành động của hắn, ngay cả năng lực cảm nhận cũng không xác định được hắn. Tương lai mau nghĩ biện pháp đi, tôi sắp bị đánh chết rồi. Này, người đâu rồi? Loại phải dựa vào sức mạnh rồi. Tiếp đi.